Ok. Ây da, anh khách Lagi này á, ảnh khá ư là hứng chí. Chỉ sau version 1 được có mấy hôm thì anh đã quyết định là lên luôn version 2. Hey, version 2 up vô đồ cũng khá ư là nhiều đồ. Lần trước anh có nói mình là anh đã lộn, em không có ở Phan Thiết mà em ở Lagi. Ồ ok, sorry, xin lỗi. Mình cứ tưởng Lagi Phan Thiết là một, ngu địa lý thì nó không vậy đó. Nói chung là giỏi về xe nhưng mà sẽ ngu về địa lý. Rồi thì ở version 2 này thì ảnh sẽ bắt đầu ảnh vô những cái món đồ chơi. Đầu tiên là những cái món mà trang trí, đó là những cái phần dè carbon, carbon fiber phía đằng trước. Rồi bắt đầu có những cái món hiệu năng, bắt đầu về hiệu năng như là bắt đầu cổ bô titanium. Đó, ảnh lên cổ đấu cổ lớn luôn. Rồi vô luôn bộ số gãy gác chân của Racing Boy. Đó, vô luôn cả hai bên. Hôm bữa là anh đã tính lên quýt ship rồi đó, nhưng mà sau khi test quýt ship thì anh không có sử dụng, không có nhu cầu nữa, anh không lên quýt ship luôn. Tại vì cơ bản anh thích chạy nhàn nhã cho nên không thích đua bơi, không thích chạy nhanh. Rồi ngoài ra bắt đầu vô thêm nội công là bắt đầu vô phần mô bên sườn MSD. Đó, một cái mô bên sườn MSD hàng pha ke, đúng kiểu pha ke luôn. Có 200 ngàn gắn vô luôn á, bao gắn luôn á. Rồi tiếp đến là một cây trợ lực Matrix, chỉ với giá 150 ngàn là có thể gắn được rồi. Đó, một cây trợ lực Matrix ti vàng, bao lô luôn. Rồi ngoài ra có một cái điểm rất là hay ho, đó chính là lần này ảnh đã quyết định ảnh lên côn dầu. Thì côn dầu siêu nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Nguyên một bộ cùm cô Kosa Kota 16, rồi đi kèm với lại Ben Racing Boy. Đó, ảnh xài Ben Racing Boy. Đây là một cái cùm, cũng là cùm pha ke. Mấy con ốc lô Đài Loan thì chỉ có khoảng 400k một cùm đó thôi. Đấy, thì vô nội thất cho version 2 là cũng như đó, là cũng kha khá rồi đó. Ngoài ra anh có đổi một số thứ, như là chẳng hạn như là cái phía dưới đây ảnh màu trắng thì anh thấy nó hơi yếu nên anh quyết định là anh đổi thành màu đen. Đó, chỉ như vậy thôi, một xíu đơn giản vậy thôi mà nó khá ư là tốn kém. Rồi chơi thêm đây nè, thấy chưa, quá ống dẫn dầu đó, đi theo kiểu GB, đi móc ngược trở lên đó. Sao các bạn thấy Lagi của mình nghe đâu dạo này sắp chuẩn bị lên thành phố rồi, có vẻ dân tình dưới đó chạy đua vũ trang cũng khá dữ đó, quá hay. Rồi đây là chiếc xe đã lên version 2 chỉ sau có 3 hôm. Rồi hy vọng là anh em đã có một cái cách nhìn mới về những chàng trai Lagi. Độ cũng khá ư là mạnh tay. Chỉ có cái là full đồ pha ke mà thôi. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau.